tối chút xíu mà hai ghe sao lấy gì ăn. Em đi quên đâu nghe bao đâu đi quên tàu đó. Không có không? Có.
tải luôn. Hai cái ghe, cái máy và tải dẫn. Tải hút được. Thank you.
thôi.
khó xảy ra. Canh thằng ghe chèo thứ hai nữa, nó lợi nữa là mình về ha anh em ha, canh nó lợi nữa, còn một chiếc nữa.
Hai cái ghe máy, ghe máy á, ghe gắn máy chạy á, chạy trên hai chiếc, xuống hết chiếc rồi. Tàu đó không? Tàu đó hả? Ghe kia là cá nhỏ nó bắt luôn, còn ghe này cá nhỏ là nó thả.
luôn. Video đến đây tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hết. À, nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chương trình thì bấm like và chia sẻ cho mọi người xem ha. Chào và hẹn gặp lại. Hên là nó không đãi thuốc các bạn, nó chích không à, nó không đãi thuốc ha. Nó mà đãi thuốc nữa là tiệt chủng luôn. Con này nó ăn tham quá, nó lút hai lử luôn. Có cái suối chút xíu à, mà nó đi hai ghe lựng mà lấy gì mà ăn giờ bó tay.